Đây là lô hàng dầu gội đầu, dầu xả có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của công ty Unilever đã bị đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn bắt giữ cách đây ít ngày. Qua xác minh, chủ thể quyền Unilever khẳng định toàn bộ 8.400 gói dầu nhãn hiệu Sunsilk, 4.320 gói dầu nhãn hiệu Clear và 4.320 gói dầu xả nhãn hiệu Dove, đội quản lý thị trường số 1 đã bắt giữ đều là hàng giả mạo. Nguồn lợi nhuận mang lại lợi cho cái việc kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu rất là lớn, cho nên các đối tượng vẫn dùng các cái biện pháp găm hàng cắm trong cái hàng hóa của hóa đơn bán hàng để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ. Thế vụ việc chúng tôi đã lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chiếc xe ô tô phía trước lúc 0 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2019 vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã bị lực lượng liên ngành trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt truy đuổi, dừng xe kiểm tra. Hàng hóa này anh lấy từ đâu vậy? Em mua ở Củ Trắng này ạ. Anh mua như thế nào? Mua mấy dân vác qua đồi ạ. Bây giờ mời anh về chỗ trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt để có xác minh cái số lượng hàng hóa này. Hàng hóa vận chuyển gồm quần áo, đồ điện gia dụng sản xuất ngoài Việt Nam nhưng không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu. Chủ lô hàng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng với hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, đồng thời bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước 22 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp. Trong tổng số 137 lượt vụ trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa 9 tháng đầu năm, tất cả đều vi phạm pháp luật. Bất chấp phải truy tố hình sự, chiếc xe container này vẫn cất giấu dưới gầm xe và trà trộn trong thùng hàng 380 kg pháo hoa và pháo nổ. Đây là mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh vận chuyển. Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ cả người và tang vật ngày 10 tháng 10 năm 2019 vừa qua. Những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa tăng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Các lực lượng chức năng 389 ở Lạng Sơn đang quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Đội kiểm soát đã xây dựng cái kế hoạch tuần tra cuối năm thứ tư đấy, tập trung vào những cái đối tượng chính, đối tượng trọng điểm, những đầu lậu, và phối hợp với các đơn vị trong công tác tuần tra kiểm soát thì phối hợp với nhau để bắt giữ kể cả những hàng cấm. Chúng tôi chỉ đạo các cái đội quản lý trường tăng cường và nắm chắc cái địa bàn, tập trung vào các cái tụ điểm, các cái đường dây, các cái phương tiện, các đối tượng thường xuyên buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu để xây dựng cái phương án đấu tranh có hiệu quả. Chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố xây dựng cái kế hoạch rồi chủ động phối hợp liên ngành để đẩy mạnh cái kiểm tra kiểm soát thị trường. Lợi nhuận từ buôn lậu cao, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe, quản lý hóa đơn còn kẽ hở. Lực lượng chức năng thực thi công vụ ở một số nơi, một số đơn vị chưa hiệu quả. Đó là những nguyên nhân khiến buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả nói chung ở Lạng Sơn nói riêng vẫn diễn biến phức tạp.